124 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã về Việt Nam. Thủ tướng không có lựa chọn hoàn hảo mà chỉ có lựa chọn tối ưu. Tàu Cát Linh Hà Đông chở hơn 55.000 lượt người trong 2 ngày. 17 quận huyện ở Hà Nội có ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, 124 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã về Việt Nam. Bộ Y tế cho biết, trong tổng số 195 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã có hợp đồng hoặc thỏa thuận cung ứng thì 124 triệu liều đã về tới Việt Nam. Bộ Y tế phân bổ cho các địa phương gồm 109 triệu liều, số còn lại đang phân bổ tiếp. Tổng số liều đã tiêm là hơn 89 triệu liều, đặc biệt tốc độ tiêm ngày 5 tháng 11 đã lên tới 2 triệu mũi tiêm. Đối với 19 tỉnh thành phố phía Nam, có 27,7 triệu người trên 18 tuổi và tổng số vaccine đã phân bổ cho khu vực này là 51,7 triệu liều. Tính chung cả khu vực phía Nam, 94,7% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1, 51% đã tiêm mũi 2. Bộ Y tế tiếp tục coi đây là khu vực trọng điểm để cung ứng vaccine và đảm bảo thực hiện chiến dịch tiêm chủng. Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đến nay tất cả các địa phương đều tiêm an toàn, không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Sáng ngày 7 tháng 11, lô vaccine phòng COVID-19 Pfizer với 1,2 triệu liều đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó ngày 6 tháng 11, lô vaccine Pfizer với 1,3 triệu liều đã đến Hà Nội. Với hai lô vaccine này đã nâng tổng số vaccine COVID-19 mà Mỹ tặng Việt Nam đến nay lên hơn 14,6 triệu liều. Thời gian qua, Mỹ đã có nhiều hỗ trợ trong công cuộc chống dịch của Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ khẳng định nước này tiếp tục cam kết hỗ trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Bên cạnh hỗ trợ vaccine, Mỹ cũng chuyển giao cho Việt Nam 77 tủ âm sâu hôm ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội. Đây là những chiếc đầu tiên trong số 111 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho chính phủ Việt Nam. Bộ Y tế đề nghị thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine, tuân thủ đầy đủ các chương trình tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, thông báo về loại vaccine sẽ tiêm chủng, tiêm đúng quy định, đúng liều, đúng đường dùng, kiểm tra vaccine, dung môi, bơm tiêm, kim tiêm trước khi sử dụng cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha mẹ, người giám hộ cho trẻ em, loại vaccine trước khi tiêm chủng, sau khi tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm, bảo quản vaccine, vật tư tiêm chủng chưa sử dụng theo quy định, xử lý chất thải y tế sau tiêm. Dịch diễn biến phức tạp hơn, dịch COVID-19 tại một số tỉnh thành phố như Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Thuận, Cà Mau bắt đầu diễn biến phức tạp với một số lượng ca mắc mới tăng cao. Theo các chuyên gia, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn rất cao nếu chúng ta không chuẩn bị đầy đủ và ứng phó quyết liệt. Bộ Y tế cho biết, ngày 7 tháng 11, số ca mắc mới là 7.646 ca tại 56 tỉnh thành. COVID-19 tăng 151 ca so với ngày trước đó, có 3.332 ca trong cộng đồng. Những ngày qua, ca mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam có 968.684 ca nhiễm, đứng thứ 38 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về bệnh nhân tử vong, 24 giờ qua ghi nhận 61 ca tử vong, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 64 ca trên một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.531 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Thủ tướng không có lựa chọn hoàn hảo mà chỉ có lựa chọn tối ưu. Phát biểu kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ không có lựa chọn nào hoàn hảo mà chỉ có lựa chọn tối ưu và sự tối ưu được chứng minh qua thực tiễn. 124 triệu liều vaccine đã về tới Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết so với thời điểm cách đây một tháng, trước khi thực hiện nghị quyết 128, số ca mắc trong cộng đồng giảm 66,7%, số ca tử vong giảm 64,6%, số ca điều trị giảm 97,3%. Điều này phần nào thể hiện rõ hơn hiệu quả của chiến dịch tiêm vaccine. Đến thời điểm này, trong tổng số 195 triệu liều vaccine đã có hợp đồng hay có thỏa thuận cung ứng thì 124 triệu liều đã về tới Việt Nam. Bộ Y tế đã phân bổ cho các địa phương 109 triệu liều, số còn lại đang phân bổ tiếp. Tổng số liều đã tiêm là 88 triệu liều. Đối với 19 tỉnh thành phố phía Nam, tổng số vaccine đã phân bổ là 51,7 triệu liều. Tính chung của cả khu vực, 94,7% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1, 51,5% đã tiêm mũi 2. Bộ Y tế tiếp tục coi đây là khu vực trọng điểm để cung ứng vaccine và đảm bảo thực hiện chiến dịch tiêm chủng. Về việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đến nay tất cả các địa phương đều tiêm an toàn, không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết các chỉ số trong tháng 10 rất tích cực. Cầu tiêu dùng tăng trở lại, xuất siêu trở lại trong tháng 10, trong khi tháng 9 trước là nhập siêu, đầu tư tăng 15,8%, cho thấy sự tự tin của đầu tư nhà nước
về sự phục hồi kinh tế của Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đảm bảo cung ứng nguồn vốn cho nền kinh tế, tín dụng 10 tháng tăng 8,6%, mặt bằng lãi suất ở mức thấp, chỉ có lựa chọn tối ưu. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện quan trọng trong tháng 10 kể từ ngày 11 tháng 10, chúng ta bắt đầu đổi mới tư duy, phương pháp cũng như cách tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 sang một giai đoạn mới, từ chủ trương theo đuổi Zero COVID sang chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 128 và Bộ Y tế đã ban hành quyết định 4800. Các bộ ngành, địa phương đã cơ bản đồng tình và tổ chức thực hiện quyết liệt nghị quyết 128. Khi chuyển trạng thái có thể xảy ra, vấn đề này, vấn đề kia, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phát hiện, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện quyết liệt kịp thời. Thủ tướng nêu rõ, không có lựa chọn nào là hoàn hảo mà chỉ có lựa chọn tối ưu, và sự tối ưu được chứng minh qua thực tiễn. Tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Thủ tướng cho biết, chỗ nào phát sinh ổ dịch thì tập trung dập dịch theo đúng 3 trụ cột trong cộng đồng, trong công tác phòng chống dịch, cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất, có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Có một số tổ dân phố có dịch thì cả phường cả xã phải lo, một phường một xã mà bị thì cả huyện phải lo, một huyện mà bị thì cả tỉnh phải lo, một tỉnh bị thì cả khu vực phải lo. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng tham gia hỗ trợ các địa phương. Nhắc lại tình hình dịch tháng 10, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên mặt công tác, hoàn thành khối lượng lớn công việc, bao gồm chuẩn bị cho kỳ họp Trung ương 4 khóa 13, kỳ họp 2 Quốc hội khóa 15, tập trung cho công tác đối ngoại, cả đa phương và song phương. Để hoàn thành tốt công việc này, Thủ tướng cho rằng có sự đoàn kết thống nhất quyết liệt, chủ động sáng tạo của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Nhắc lại chuyến tham dự COP26, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng cho biết khi làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức như AstraZeneca, chương trình COVAX thì đều nhận được cam kết sẽ tiếp tục cung cấp vaccine cho Việt Nam. Ngay khi tới Paris, tôi đã gặp bà giám đốc điều hành chương trình tiếp nhận vaccine toàn cầu COVAX và bà đã hứa trong tháng 11 cung cấp đủ cho chúng ta hơn 38 triệu liều, Thủ tướng cho biết thêm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan, cần nhìn nhận rõ các rủi ro, thách thức. Thủ tướng cho rằng phải đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học, không chần chừ, nhất là trong tập trung các địa bàn, khu vực trọng điểm như các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hiện nay chúng ta đã có hơn 120 triệu liều vaccine mà mới tiêm được 88 triệu liều. Thủ tướng yêu cầu phải nhấn mạnh tiêm hết số vaccine còn lại trong tháng 11. Thách thức khó khăn hơn nữa là hoạt động bán lẻ đã phục hồi nhưng còn yếu, do đó cần kích thích tiêu dùng nội địa, cho rằng đầu tư công còn bất cập. Thủ tướng nhấn mạnh cần phân tích rõ nguyên nhân, điểm nào do thể chế chính sách, do khâu tổ chức thực hiện, phải tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy đầu tư công. Mặc dù tình hình doanh nghiệp đã phục hồi, số doanh nghiệp trở lại hoạt động nhiều hơn so với số doanh nghiệp rút khỏi thị trường, nhưng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Về định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tiếp tục thực hiện các mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần quản lý rủi ro và đẩy mạnh phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết, tiếp tục hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch, bảo đảm đồng bộ với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Thủ tướng lưu ý phải tăng cường năng lực y tế, nhất là nguồn nhân lực, chăm lo an sinh xã hội cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn, sức chống chưa cao, kết hợp tốt chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để còn là đòn bẩy cho phục hồi kinh tế, khẩn trương thực hiện các gói hỗ trợ đã được thông qua gắn với tăng cường kiểm tra kiểm soát dịch, chống tiêu cực, chống nhũng nhiễu để có thể tập trung mở cửa thị trường, mở cửa nền kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh, muốn vậy cần đẩy nhanh tốc độ tiêm, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên quan triển khai chương trình tiêm vaccine cho học sinh cùng với các biện pháp 5K để tiến tới mở cửa trường học với tinh thần mở cửa phải đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ lưu ý các thành viên Chính phủ chuẩn bị kỹ, bảo đảm chất lượng, tiến độ các báo cáo phục vụ cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, kịp thời cung cấp thông tin, giải trình, trả lời chất vấn. Chở hơn 55.000 lượt người trong vòng 2 ngày. Sau 2 ngày vận hành thương mại đầu tiên, vào cuối giờ chiều qua, tàu Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển hơn 55.000 lượt khách an toàn. Ngày 7 tháng 11 là ngày thứ 2 người dân thủ đô trên tàu Cát Linh Hà Đông để trải nghiệm. Sau khi dự án được Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho thành phố Hà Nội, sáng ngày 6 tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Hà Nội Metro đã phát hành hơn 200.000 vé không đồng để người dân đi tàu miễn phí trong 15 ngày vận hành đầu tiên. Thời điểm 15 giờ ngày 7 tháng 11, tại ga Yên Nghĩa, Hà Đông, ông Nguyễn Văn Hoàn, người dân phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa cho biết ông vừa lên tàu Cát Linh và di chuyển một lượt về đến ga Yên Nghĩa. Trong thời gian chờ tàu chạy qua ga Cát Linh, ông Hoàn
cho chúng tôi biết, do gia đình con gái ở Hà Đông nên ông thường đi xe máy hoặc bắt taxi đến thăm con, cháu. Với 13 km cho quãng đường này, bình thường ông đi hết 45 đến 60 phút, tuy nhiên chiều qua hành trình này ông chỉ đi hết có 20 phút. Theo ông, ưu điểm lớn nhất của tàu đô thị Cát Linh Hà Đông là thời gian nhanh hơn, lượt chuyến xuất phát đúng giờ. Bất cập duy nhất là ông phải đi xe máy đến ga Cát Linh, tìm mãi không có chỗ gửi xe của nhà ga. Cuối cùng phải ra điểm gửi xe tự phát ở vỉa hè, gửi xe máy để lên tàu. Đây cũng là tình trạng hầu hết của hành khách ở các ga đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông để trải nghiệm tàu phải đối diện, sắp xếp chỗ trông xe. Trao đổi với chúng tôi chiều ngày 7 tháng 11, ông Vũ Hồng Trường, Chủ tịch Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết, sau gần 2 ngày vận hành đầu tiên, Hà Nội Metro đã vận hành khoảng 200 lượt tàu Cát Linh Hà Đông, mỗi chuyến đều chở gần như đủ số lượng hành khách để trải nghiệm. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội theo biểu đồ hoạt động đến 1 giờ đêm mới kết thúc một ngày hoạt động. Tuy nhiên, qua thống kê, tính đến 18 giờ ngày 7 tháng 11, các đoàn tàu Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển được 55.000 lượt hành khách. Ông Trường cho biết thêm, hành khách giải đều ở các ga trên dọc tuyến, trong đó 30% lên tàu ở ga Cát Linh đầu tuyến, 20% hành khách lên ở ga Yên Nghĩa cuối tuyến và 50% lên ở các ga dọc tuyến. Với mỗi nhà ga trên tuyến, đoàn tàu sẽ dừng khoảng 30 giây để hành khách lên xuống. Tàu có vận tốc tối đa 80 km/h, tốc độ cho phép chạy đến 65 km/h. Tuy nhiên, vận tốc khai thác bình quân là 35 km/h. Với tốc độ trên, bến xe Yên Nghĩa đến ga Cát Linh và đi ngược lại dài 13,1 km, tàu chạy trung bình hết 15 đến 20 phút. Việc vận hành của các đoàn tàu trong 20 ngày qua đều do cán bộ, nhân viên của Hà Nội Metro đảm nhiệm. Phóng viên đề cập, việc hành khách khó tìm được chỗ gửi xe để đi tàu ở tất cả các ga, đặc biệt là hai ga đầu và cuối, lãnh đạo Hà Nội Metro cho biết, trong kế hoạch tiếp nhận, vận hành các đoàn tàu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho Sở Giao thông Vận tải có kế hoạch tổ chức, sắp xếp nội dung này. 17 quận huyện ở Hà Nội có ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 7 tháng 11, thành phố Hà Nội ghi nhận 81 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 45 ca ở ngoài cộng đồng, 30 ca ở khu vực cách ly và 6 ca ở khu vực phong tỏa. Theo Sở Y tế, 81 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận ở 21 quận huyện, gồm Thanh Xuân 11 ca, Hà Đông 11 ca, Long Biên 8 ca, Ba Đình 7 ca, Đông Anh 5 ca, Mê Linh 5 ca, Nam Từ Liêm 4 ca, Đống Đa có 4 ca, Gia Lâm 4 ca, Hoàng Mai 3 ca, Quốc Oai 3 ca, Tây Hồ 2 ca, Đan Phượng 2 ca, Bắc Từ Liêm 2 ca, Cầu Giấy 2 ca, Hai Bà Trưng 2 ca, Hoàn Kiếm 2 ca, Phúc Thọ 1 ca, Thanh Trì 1 ca, Mỹ Đức 1 ca và Chương Mỹ cũng có 1 ca. Chùm F1 có các trường hợp có sàng lọc ho sốt có 17 ca, sàng lọc ho sốt có 14 ca. Chùm liên quan đến ổ dịch kho hàng Shopee ở khu công nghiệp Đài Tư Long Biên tăng thêm 9 ca. Cộng dồn trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.998 ca mắc COVID-19, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.961 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 3.037 ca.